Thú chơi đĩa than ngày càng phổ biến và điều đó có nghĩa là càng có nhiều người lần đầu tiên mua đĩa than hoặc nâng cấp máy nghe nhạc hiện có của mình. Và một tính năng đầu đĩa than ngày càng trở nên phổ biến là kết nối Bluetooth. Một chiếc đầu đĩa than Bluetooth sẽ mang đến âm thanh vinyl tuyệt vời đến một cặp loa hoặc tai nghe Bluetooth, giúp việc nghe các bản ghi và xây dựng hệ thống vinyl của mình thật dễ dàng. Top 4 đầu đĩa than được giới thiệu trong video này sẽ là những lựa chọn tốt nhất và giá cả phải chăng dành cho bạn. Đầu đĩa than Sony PSLX310BT là chiếc đầu đĩa than Bluetooth hoàn toàn tự động với âm thanh đáng ngạc nhiên của nhà sản xuất Sony. Model này có thiết kế khá tinh tế và thân thiện với người dùng. Nó được lắp đặt hoàn chỉnh trước khi đến tay người dùng và họ chỉ cần thực hiện một số thao tác nhỏ là có thể thưởng thức được bản nhạc mà mình yêu thích. Với tính năng kết nối Bluetooth, Audiofile có thể ghép nối Sony PSLX310BT với tối đa 8 thiết bị Bluetooth với khoảng cách lên đến 15m, âm thanh mà nó mang lại sẽ rất chi tiết và rõ ràng. Project Superbus E được nhà sản xuất Project trang bị sẵn kìm đĩa than Autoform OM5E, bộ khuếch đại 25W mỗi kênh ở mức trở kháng 8 ohm và tích hợp Bluetooth. Tất cả những gì Audiofile cần làm là thêm một cặp loa hoặc tai nghe để thưởng thức mọi bản nhạc mà họ yêu thích. Đầu đĩa than này thiết lập một âm trường rộng rãi và đặt các nhạc cụ lên đó một cách an toàn trong không gian riêng của chúng, ngay cả khi chúng tích hợp và tương tác với nhau. Nó không gặp rắc rối bởi ngay cả nhịp độ phức tạp, nó có độ sáng hợp lý và tái tạo âm trung rất chi tiết. Có thể nói Project Jukebox E mang đến sự tiện lợi và âm thanh chất lượng cho người dùng. Đầu đĩa than Cambridge Audio Advanced đã ngay lập tức thu hút tất cả các khách hàng nhờ thiết kế hiện đại, tinh tế, sang trọng. Nó được tích hợp Bluetooth aptX HD, giúp người dùng có thể dễ dàng thưởng thức được âm thanh chất lượng ở bất cứ đâu. Kim đĩa than MC và tay cần đĩa than đi kèm được cài đặt sẵn, dễ dàng sử dụng sản phẩm hoàn hảo và nhanh chóng. Với đầu đĩa than Cambridge Audio Advanced có thể kết nối với bất kỳ bộ thu Bluetooth tương thích nào ở chất lượng high res lên đến 24 bit trên 48 kHz. Model này với một thiết kế truyền động trực tiếp so với mức giá này thì đây hứa hẹn cải tiến đáng kể so với thiết kế truyền động bằng dây đai, bao gồm độ ổn định và độ chính xác của tốc độ. Chất lượng âm thanh cũng tốt, với những trải nghiệm đĩa than sẽ có được là âm trường mở, thoáng và giọng hát là một điểm nhấn đặc biệt. Ellipson Omega 100 RIAABT là chiếc đầu đĩa than Bluetooth chất lượng của nhà sản xuất Ellipson đến từ Pháp. Ngoài việc cung cấp cho người dùng khả năng lưu trữ tất cả các bản ghi của họ trên máy tính thông qua cổng USB, một mạch phono stand được tích hợp sẵn cho phép họ có thể cắm model này thẳng vào bộ khuếch đại của mình. Đáng chú ý, Ellipson Omega 100 RIAABT hỗ trợ kết nối Bluetooth. Điều này có nghĩa là cho dù người dùng có loa không dây hoặc có bộ nguồn không dây thì họ không cần phải có bất kỳ kết nối vật lý nào mà chỉ cần thao tác kết nối không dây đơn giản là có thể thưởng thức được những bản nhạc yêu thích từ chiếc đầu đĩa than của mình. Với mục đích chính là thiết kế một đầu đĩa than âm thanh tốt, đảm bảo một danh sách các tính năng ấn tượng, đầu đĩa than Ellipson Omega 100 RIAABT thực sự là một lựa chọn chất lượng dành cho người yêu thích đầu đĩa than.